Kính thưa Hội Thánh, cái điều mà các mục sư thường làm trước khi chia sẻ lời Chúa đó, trước khi giảng đó, đó là sẽ cầu nguyện. Và nó trở thành thói quen, các mục sư trước khi chia sẻ lời Chúa thì sẽ cầu nguyện. Cho nên có một ông mục sư kia, ông có một đứa con nhỏ, thì ông ấy trước khi cầu nguyện thì nó đều để ý thấy ông đều nhắm mắt và cúi đầu lẩm bẩm. Thế là nó mới hỏi bố, nó đợi hết buổi thờ phượng, nó hỏi là lần nào bố giảng con cũng thấy bố cúi đầu xuống và nói cái gì vậy? Bố làm cái gì thế? Thì ông bố là mục sư này, ông ấy nói rằng là bố cầu nguyện để bố xin Đức Chúa Trời ban cho bố bài giảng tốt nhất cho Hội Thánh. Thế là đứa bé này nó mới nói là à ra vậy. Thế mà con chẳng bao giờ thấy Chúa đáp lời bố cả. Dẫu cái lời cầu nguyện này của các mục sư ít được Chúa đáp lời, nhưng mà bây giờ cũng xin Hội Thánh kịp với tôi trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa Cha chúng con, thì này chúng con sẽ đối diện với lời của Ngài. Xin cất đời sống của con đi, môi miệng con đi, để lời Chúa được tự do hành động qua môi miệng con đến với dân sự của Chúa, để lời của Chúa thật sự là linh năng, linh lực, linh quyền trên đời sống chúng con, giúp ích, gây dựng, cáo trách, sửa trị và dạy dỗ chúng con. Tạ ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, xin kính gửi lời chào đến quý vị, ông bà, anh chị em, quý mục sư, ban chấp sự cùng toàn thể quý ông bà, anh chị em. Chúng ta đang bước vào những tuần đầu của năm 2018. Và tôi biết tuần vừa rồi chúng ta học với nhau với chủ đề đó là năm mới, đời sống mới, phải không ạ? Với đầy tớ của Chúa là truyền đạo Lê Ngũ Hoàng Minh Trung. Và tôi tuần này chúng ta sẽ học với nhau với một chủ đề chỉ khác có mỗi một từ thôi. Đó là năm mới, sức sống mới. Năm tuần trước là đời sống mới, thì tuần này là sức sống mới. Vì thực sự tôi nhận thấy là chúng ta cần sức của Chúa để chúng ta sống trong một năm mới 2018 đầy những thách thức và khó khăn này. Xin Hội Thánh cùng đọc với tôi 3 lần câu Kinh Thánh được chép ở trong tờ chương trình chúng ta đã có sẵn. Ê-sai 40 câu 31. Xin bắt đầu khởi sự. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Giê-hô-va chắc chắn được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Chúng ta đang bước vào những tuần đầu của năm 2018, là lúc chúng ta có thời gian để lượng giá, để xem lại đời sống của mình sau khi kết thúc một năm 2017. Và để cũng là thời gian để chúng ta bắt đầu lên kế hoạch, những hoạch định cho tương lai, cho công việc của chúng ta, cho đời sống của chúng ta trong năm 2018. Thưa quý ông bà, anh chị em, năm 2018 sắp tới, tới đây chúng ta bắt đầu bước vào sẽ thách thức rất nhiều trên Hội Thánh của Chúa. Ở trên cương vị mới, trong năm nay Chúa cho tôi làm trưởng ban truyền giáo của Tổng hội miền Bắc. Và tháng 1 2018 bắt đầu luật tôn giáo có hiệu lực. Sẽ khó khăn vô cùng cho các hội thánh mới, cho việc mở mang hội thánh mới và cho những công việc đào tạo huấn luyện khác của Hội Thánh. Và khi nhìn vào cái bức tranh đó, tôi thấy sợ, nhưng tôi được Chúa khích lệ. Chúng ta sẽ làm được bằng sức của Chúa. Chúng ta sẽ bước qua năm 2018 một cách đầy ơn của Chúa nếu như chúng ta trông đợi Ngài. Vì lời Chúa nói rằng, Chúa hứa rằng Ngài sẽ ban sức mới cho ai trông đợi Ngài. Chỉ những ai trông đợi Ngài, đầu phục Ngài, đầu phục dưới thẩm quyền tề trị của Ngài, Ngài sẽ ban cho sức mới. Sức mới của Chúa để sống vượt trên hoàn cảnh, để sống vượt trên khó khăn, sống vượt trên tất cả mọi điều gây cản trở cho đời sống của chúng ta. Vậy nên điều đầu tiên tôi muốn học với Hội Thánh, với đề tài năm mới, sức sống mới, chúng ta nhận sức sống từ Chúa, cần phải cất cao đôi cánh của mình lên để bay. Ở đây lời Chúa ví chúng ta giống như là chim ưng, chim đại bàng. Người ta, thưa quý ông bà anh chị em, người ta nuôi con chim ưng thì nó không giống với con gà. Nhưng rồi người ta nuôi một con chim ưng bé ở trong một cái chuồng gà,
cùng với nó lớn lên cùng với lũ gà con. Quý vị nào có từng nghe chim ưng kêu ạ? Ai biết tiếng kêu của con chim ưng không? Chứ ai từng nghe tiếng kêu của con chim ưng? Tôi cũng chưa nghe, nhưng mà tôi nghe tiếng kêu của con gà rất nhiều. Và con chim ưng nó lớn lên cùng với bầy gà con, và nó cũng chạy quanh cối xay giống như đàn gà con. Nó cũng ăn thóc ăn uống người ta vãi ra cho nó như đàn gà con. Và nó bắt đầu nó tập cái tiếng kêu của đàn gà, vì nó nghĩ nó là gà. Nhưng mà gà là gà, mà chim ưng là chim ưng, phải không? Nó to lớn hơn tất cả chúng bạn, to lớn hơn tất cả anh em, nhưng nó nghĩ nó vẫn là gà kêu cục tắc. Rồi một ngày kia khi nó cất cánh bay cao lên thì nó mới biết rằng nó không phải là chim ưng. Xin lỗi, nó không phải là con gà, mà nó là con chim ưng. Thưa quý vị, ông bà, anh chị em, đời sống ta bước đi với Chúa, chúng ta không cẩn thận, mình là chim ưng mà mình cứ nghĩ mình là gà. Mà tệ hơn nữa là mình nghĩ mình là quạ. Chim ưng khác con quạ nhiều điểm lắm. Một trong những điểm đó là chim ưng không bao giờ ăn xác thối. Nó ăn con mồi sống, mồi tươi. Còn chúng ta, Chúa ví giống như chim ưng. Mà xin lỗi, nhiều khi chúng ta vẫn còn ăn những đồ ô uế xác thối. Vậy nên điều đầu tiên tôi muốn học với hội thánh ở tại đây đó là gì? Chúng ta nhận lấy sức mới của Chúa để bay đúng hướng mà Chúa muốn. Bay, tốt rồi. Cất cánh lên để biết mình là chim ưng. Nhưng phải bay đúng hướng trước tiên. Lời của Chúa ở Ê-phê-sô đoạn 5, xin lỗi đoạn 4 cho chúng ta biết. Ở Hebrew thì ông trước giả Hebrew nói gì? Chúng tôi có nhiều điều cần nói về vấn đề này nhưng rất khó giải thích vì anh em đã trở nên chậm hiểu. Rồi đáng lẽ bây giờ anh em phải làm thầy rồi, thế mà anh em vẫn cần người ta dạy những điều sơ học của Đức Chúa Trời cho anh em. Thay vì ăn đồ đặc thì bây giờ anh em vẫn ăn sữa. Chúng ta không thay đổi đời sống của mình, và chúng ta cần phải lột bỏ đi con người cũ của mình. Thưa quý ông bà anh chị em, Ê-phê-sô đoạn 4 câu 22 lời Chúa chép như thế nào? Rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành. Cái từ anh em cần phải lột bỏ con người cũ, nó mang cái hình ảnh của một người lột bỏ chiếc áo bẩn, chiếc áo dơ bẩn của mình ra. Phải biết lột bỏ, cởi ra những chiếc áo bẩn thỉu mà chúng ta đang mặc, là đời sống cũ của chúng ta, để mặc lấy một chiếc áo mới. Sau lễ một có người anh em nói với tôi rằng, nói về hình ảnh này làm cho em mới nhớ đến người mù Ba-ti-mê khi đến với Chúa, cởi chiếc áo ngoài ra để đi đến với Chúa, vì đó là chiếc áo bẩn thỉu, đó là chiếc áo hôi hám, đó là chiếc áo vướng đầy bụi, đầy đất. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta trong năm mới này, nhân sức mới của Chúa, cần phải lột bỏ đi khỏi mình những chiếc áo như vậy. Quý vị đang mặc những chiếc áo gì? Có giống những chiếc áo mà tôi sẽ liệt kê ra ở đây không? Cũng ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 25 lời Chúa chép như vậy: mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối. Cái áo đầu tiên mà tôi muốn học với quý ông bà anh chị em và cùng nhau chúng ta lột bỏ nó đi, đó là cái áo nói dối. Ở đây ai từng nói dối? Người nào không giơ tay tôi biết là người ấy đang nói dối. Chúng ta cần lột bỏ chiếc áo nói dối. Tôi đố quý vị biết, nói dối và nói thật, nói cái nào dễ hơn? Nói cái nào dễ hơn ạ? Nói dối dễ hơn. Có phải như vậy không ạ? Nói dối dễ hơn, nhưng mà thực sự đó, tôi nghĩ và thực sự sự thật là nói thật thì dễ hơn là nói dối. Tại sao? Tại vì sự việc nó xảy ra làm sao mình nói lại làm vậy. Còn nói dối là gì? Chúng ta phải suy nghĩ để nói một cái điều nó ngược với sự thật. Có dừng lại ở đấy không? Không, phải nghĩ ra tiếp một câu chuyện để bảo vệ cho cái điều nói dối vừa rồi. Mệt hơn nhiều, phải không ạ? Thế nhưng mà tại sao tất cả chúng ta đều thấy rằng nói dối dễ hơn? Nói thật nó dễ mà. Nhiều khi những điều không cần nói dối cũng nói dối. Vì sao vậy?
Vì sao chúng ta thấy nói dối dễ hơn? Vì chúng ta là những chuyên gia nói dối. Chúng ta làm rất giỏi việc nói dối. Chúng ta rất lành nghề trong việc nói dối. Cho chúng ta thấy nó rất là dễ dàng. Nhưng thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa dạy chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay, anh em cần phải bay đúng hướng, hay nói cách khác, anh em cần phải sống một đời sống theo ý muốn của Chúa, lột bỏ đi cái con người cũ của mình, cái áo cũ của mình, áo đầu tiên, áo nói dối. Cái áo thứ hai, câu 26, ví bằng anh em đương cơn giận, chớ căm giận. Áo thứ hai đó là cái áo của sự giận dữ. Chúng ta bình thường thì rất là hiền lành, nhưng khi có vấn đề xảy ra chúng ta sẽ làm gì? Xù lông nhím ra phải không? Những con nhím nó rất là yêu thương nhau thưa quý vị. Đặc biệt là mùa đông, nó rất muốn được ở gần với nhau để nó có hơi ấm, để nó có thể trải qua mùa đông. Nhưng mà có cái tệ là những con nhím cái mỗi lần mà nó ở gần nhau ấy thì nó làm cho đối phương bị đau. Vì sao? Vì nó có những cái lông sắc nhọn. Ai mà gần với nhím, kể cả nhím mà gần với nhím cũng bị đau. Cho nên cần phải chút bỏ đi, cần phải gạt bỏ đi những cái sắc nhọn đó. Sự căm giận, sự tức giận. Chúng ta vẫn nghe nhiều người nói những cái tính tôi nó thế, tính tôi nó nóng vậy đó. Thế là chúng ta đang, nếu chúng ta nói vậy thì chúng ta lại đổ cho Chúa rồi. Vì các cụ nói gì, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Cái tính tôi nó vậy là do Chúa đó, đúng không? Lột bỏ cái áo giận dữ, căm giận. Áo gì nữa? Câu 28, kẻ vốn hay trộm cắp. Cái áo thứ ba đó là áo trộm cắp. Lấy của người khác, lấy những điều không phải của mình về cho mình. Những lấy điều của người khác về cho mình, đó là ăn trộm cắp. Ăn trộm, ăn cắp. Thưa quý vị, ở đây ai đã từng ăn trộm cắp ạ? Hội thánh ít người ăn trộm quá nha. Thế mà lời của Chúa lại nói rằng các ngươi thảy cả nước đều ăn trộm ta. Có hai điều ở tại đây. Một là Chúa nhầm. Đấy là ở đâu chứ ở riêng Hội Thánh Hà Nội không có. Hai là quý vị lại tiếp tục mặc lại cái áo nói dối. Quý vị có ăn trộm của Chúa không? Không những ăn trộm đâu mà ăn trộm quen tay nữa cơ. Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt phải không? Chúng ta ăn cắp của Chúa về thời gian, ăn cắp của Chúa về tiền bạc. Chúng ta lấy cắp người khác, những chàng trai, cô gái đến tuổi cập kê ăn trộm tình yêu của người khác, thời gian của người khác, những lời hứa làm gây tổn hại cho người khác. Đó phải là ăn cắp ăn trộm không? Phải lột bỏ cái áo đó ra nữa, thưa quý ông bà, anh chị em. Cái áo nói dối, cái áo giận dữ, căm giận, cái áo trộm cắp. Và áo gì nữa đây? Bình thường bây giờ mùa đông lạnh lắm, người ta chỉ mặc ba áo thôi đúng không ạ? Mà đây thấy rất nhiều áo. Lời giữ, câu 29, chớ có một lời giữ nào ra từ miệng anh em. Những cái lời rủa xả ra từ miệng chúng ta, cũng cùng một cái giếng, cùng một mạch nước, ra cả nước ngọt và nước đắng sao? Cùng một cái lỗ miệng mà ra cả sự ngợi khen và sự rủa xả sao? Hãy lột bỏ cái áo cay đắng, cái lời giữ, lời cay đắng của chúng ta nữa. Mấy áo rồi ạ? Bốn rồi, còn gì nữa? Nhiều lắm quý vị. Câu 31, đoạn 4 Ê-phê-sô. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình. Áo cay đắng, áo buồn giận, áo tức mình, áo kêu rêu, áo mắng nhiếc, áo hung ác. 64 là 10 cái áo. Mà trong khi ở đây là những điều, mọi điều hung ác và tức còn nhiều nữa nhé. Chúa bảo chúng ta phải lột hết, thưa quý ông bà anh chị em. Bỏ hết ra, hãy lột khỏi mình ra. Để trần trụi trước mặt Chúa, đối diện với Chúa. Phải lột bỏ con người cũ của mình và mặc lấy người mới. Khi đã cởi những cái áo bẩn thỉu của chúng ta ra, những cái áo buồn giận, những cái áo ăn cắp, những cái áo dối trá, những cái áo
kêu rêu mắng nhiếc cay đắng ra khỏi đời sống mình. Chúng ta cần mặc lại áo của Chúa. Áo này bán ở đâu? Mua ở đâu? Thì ở đây lời Chúa nói, khi anh em phải bỏ cách anh nứt ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, câu 23, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình, câu 24, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật. Mặc lấy người mới, chúng ta mặc lại. Thưa quý ông bà anh chị em, không ai mua một cái áo mới thật đẹp về rồi mặc đè nó lên một cái áo rất là dơ bẩn, phải không? Mà cũng không ai mua cái áo thật đẹp về, mặc cái áo đẹp vào xong lại mặc tiếp cái áo bẩn vào xong, ra bên ngoài, đè lên cái áo đẹp. Có ai làm thế không? Không, chúng ta sẽ phải phô cái áo đẹp chúng ta ra, bỏ, vứt đi cái áo cũ. Vậy thì cái áo mới là những cái gì đây? Lời Chúa cũng nói luôn. Như vậy, câu 25, hãy nói thật với kẻ lân cận mình. Bỏ áo nói dối, thì hãy mặc lấy áo nói thật. Bây giờ phải nói người ta, mỗi lần nói đến chúng ta thì những người thân của chúng ta, bằng hữu của chúng ta, hàng xóm chúng ta, người ta nói ai? Ồ, ai chứ ông Long Béo thì thật như đếm. Tôi ví dụ thế thôi. Có vẻ ông không đồng ý điều này lắm. Khi nhắc đến chúng ta, người ta nói ai chứ người đấy là thật lắm. Hãy mặc lấy cái áo nói thật. Rồi gì nữa? Hãy mặc lấy, ai đang trộm cắp thì đừng ăn trộm nữa. Hãy làm nghề lương thiện, giúp ích cho người khác. Và ai đang có những lời cay đắng, lời giữ từ môi miệng mình, bỏ đi. Và có nói, hãy nói một vài lời lành, giúp ích cho kẻ nghe đến. Mặc cái áo đó vào, thưa quý vị. Và chúng ta bỏ đi những cái áo cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Và mặc những điều gì? Ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 32 cũng nói luôn, mặc lấy áo nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời tha thứ cho anh em, cho Đức Chúa Giê-xu Christ vậy. Đó là những điều chúng ta cần phải mặc. Phải mặc tất cả những điều đó vào đời sống của mình. Cần phải bay cất đôi cánh của mình lên và bay đúng hướng mà Chúa muốn, chứ không phải bay theo hướng mà chúng ta muốn. Lời của Chúa ở Roma đoạn 13, Roma đoạn 13, tôi đọc cho hội thánh cùng nghe. Câu 12 đến câu 14. Đêm đã khuya, ngày gần đến, vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày. Chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét. Nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Jesus Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó. Chúng ta cần mặc cái gì? Mặc lấy chính Đức Chúa Jesus Christ. Đây là lời của Chúa dạy dỗ mỗi chúng ta. Lột bỏ hết và mặc lấy chính Chúa. Là cái áo mà chúng ta cần phải có trong cuộc đời của mình. Để khi Đức Chúa Trời Ngài nhìn vào chúng ta, Ngài sẽ nhìn thấy không phải là một con người tội lỗi, không phải là kẻ đáng dành cho hồ lửa, mà Ngài nhìn vào chúng ta qua hình ảnh thập tự giá Chúa Giê-xu. Và Ngài sẽ nói rằng người nữ này là ai, hiện ra như rạng đông, đẹp như mặt trăng, tinh sạch như mặt trời, đáng sợ khắc nào đạo quân Dương Cờ Xí. Nhã ca đoạn 6 câu 10. Ngài nhìn chúng ta đẹp, long lanh, lung linh, thưa quý vị. Buổi tối quý vị có nhìn lên bầu trời không? Có thấy những ngôi sao và thấy mặt trăng không? Mặt trăng đẹp không quý vị? Mặt trăng đẹp lắm. Mặt trăng đi vào cả văn chương. Mặt trăng đi vào đối với kể cả người đang yêu. Người đang yêu thì nói gì về mặt trăng? Vầng trăng ví sẻ làm đôi, nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường của những đôi đang yêu nhau, phải chia lìa đúng không? Phải chia tay. Rồi đối với trẻ con thì sao? Trăng tròn như cái đĩa, lơ lửng mà không rơi. Rồi đối với lãnh tụ thì sao? Trăng vào cửa sổ đòi thơ, việc quân đang bận xin chờ hôm sau. Trăng đẹp lắm. Nhưng mà thực sự mặt trăng có đẹp không quý vị? Không có sự sống. Xấu xí vô cùng, tối tăm vô cùng. Ở đó không có dấu hiệu sự sống. Và ai đặt chân mặt trăng sẽ thấy ở nơi đó vô cùng tối tăm. Chứ tại sao chúng ta lại nhìn nó đẹp đẽ vô cùng vậy? Vì không phải chúng ta nhìn thấy mặt trăng với bản chất thật của nó, mà chúng ta nhìn thấy cách mà mặt trăng đang phản chiếu ánh sáng từ mặt trời. Mặt trăng nhận lấy ánh sáng mà mặt trời và phản chiếu ra
Cái ánh sáng đó chúng ta thấy nó đẹp như vậy. Chúng ta cũng thế. Chúng ta cần phải lột bỏ đi con người cũ của mình, mặc lấy Chúa. Và khi Đức Chúa Trời Ngài nhìn chúng ta, không phải nhìn thấy bản chất thật của chúng ta, nhưng Ngài nhìn thấy ở tại đó là thập giá của Chúa Giêsu, và Ngài nhìn chúng ta đẹp đẽ như vậy. Hãy bay đúng hướng mà Chúa muốn. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 17 lời Chúa chép: chớ sống như người dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Chúng ta vậy là những người sống không hiểu ý muốn Chúa là những người sống dại dột. Cần phải hiểu rõ ý muốn của Chúa. Điều đầu tiên tôi đã học xong với quý vị, chúng ta cần phải cất đôi cánh của mình lên nhờ sức mới của Chúa để bay đúng hướng Chúa muốn. Cái thứ hai, điều thứ hai, mà chúng ta chỉ học với nhau hai điều thôi. Điều thứ hai đó là chúng ta cần phải nhận lấy sức mới của Chúa để cất cao đôi cánh của mình lên để bay đến cao độ mà Chúa muốn. Bay đúng hướng Chúa muốn. Và bây giờ bay đến cao độ mà Chúa muốn, bay đến cái tầm cao mà Chúa muốn trên đời sống của mình. Chim ưng là loài chim rất đặc biệt, nó có một số cái đặc tính rất đặc biệt. Ví dụ như tôi vừa nói vừa rồi, chim ưng không bao giờ ăn xác thối. Chim ưng nó chỉ ăn con vật sống mà thôi, những con mồi sống còn tươi. Chim ưng có một tầm cao rất cao, nó bay cao hơn hết tất cả các loài chim. Chim ưng không bay cùng gà. Chim ưng không bay cùng vịt, cùng ngan, cùng ngỗng. Chim ưng cũng không bay cùng với quạ, mà chim ưng phải bay cùng với chim ưng. Nhưng mà nhiều con chim ưng bây giờ vẫn chạy quanh cối xay, mà trong khi rõ ràng cối xay chỉ dành cho gà què mà thôi. Đúng không ạ? Gà què ăn quần cối xay mà. Chim ưng đặc biệt thích những cơn bão. Vì sao vậy? Vì chim ưng là loài bay mà nó không dựa vào việc vỗ cánh. Chim ưng bay hoàn toàn dựa vào sức của gió. Gió càng to chim ưng càng thích. Và khi bắt đầu những cơn giông bão ập đến, trong khi quả, cút, câu, gà, vịt ngan ngỗng đi tìm chỗ trú, thì con chim ưng nó sẽ bay ra khỏi tổ và nó sẽ liệng đôi cánh của nó. Gió càng to nó bay càng cao. Và khi bão tố xảy đến, chim ưng ở đâu? Chim ưng ở trên các tầng mây. Bão tố xảy ra ở đâu quý vị? Dưới các tầng mây. Còn chim ưng nó ở trên các tầng mây, nó không chịu ảnh hưởng bởi bão tố. Còn gà vịt ngan ngỗng sẻ cút quả ở dưới cơn bão hết. Chim ưng phải cất cánh bay cao lên. Và nó đã bay cao như vậy đó, cho nó thích những cơn bão. Và ở trên những tầng trời, trên những tầng mây, thì ở tại đó là an bình, ở tại đó là ánh nắng chói chang, chứ không phải là bão tố đùng đùng, phải không? Hoàn cảnh sống không ảnh hưởng, hoàn cảnh thời tiết không ảnh hưởng tới chim ưng. Nó giống như đời sống chúng ta. Đừng để hoàn cảnh sống của chúng ta ảnh hưởng trên đời sống của mình. Chúng ta không phải như vậy là chúng ta tu tâm, dưỡng tính, tách đời sống của chúng ta ra đi tu. Không phải, chúng ta vẫn sống ở đời sống này, vẫn đối diện cơm, áo, gạo, tiền giống như mọi người. Nhưng chúng ta không bị tất cả những điều đó chi phối trên đời sống của mình. Sống vượt trên hoàn cảnh. Đó là sức mới của Chúa. Chim ưng có đặc tính gì nữa? Nó biết dạy cho con non của nó bay. Khi con non của nó bắt đầu lớn, nó sẽ đẩy con chim non ra khỏi tổ. Và khi con mẹ đẩy ra khỏi tổ như vậy, thì nó sẽ rút tất cả những cái gì làm đệm êm ở trong cái tổ đó, chỉ chừa lại những cái cành cây sắc nhọn. Con chim con sẽ nhảy vào và sẽ bị cành cây đó đâm rất là đau đớn. Rồi nó sẽ đẩy con ra khỏi tổ, rơi xuống vách núi. Con chim bố sẽ bay theo trong cái tiếng thét đó, và nó sẽ lại cấp con đưa lên tổ, lại đẩy xuống, lại thét, lại cắp lên, lại đẩy xuống, cho tới khi con chim con cất đôi cánh và bay lên. Biết dạy dỗ cho thế hệ tiếp theo. Gì nữa? Con chim ưng nó có cái đặc tính đó là nó sẽ biết lúc nào cái bộ lông của nó không còn đủ để nó có thể cất cánh bay cao lên được. Cho nên nó sẽ đập mình nó vào trong vách đá, hoặc là nó sẽ dùng chân, dùng mỏ của nó để nhổ đi tất cả những chiếc lông đó. Và khi nhổ ra như vậy đó, máu sẽ túa ra theo, đau đớn vô cùng. Và nó phải im lặng trong một thời gian, chờ đợi, đau đớn,
để những vết thương được lành và sẽ có một bộ lông mới mọc ra, và lúc đó nó tiếp tục cuộc hành trình. Đó là đặc tính của con chim ưng. Nhưng ở đây tôi muốn quý ông bà anh chị em chúng ta biết một số đặc tính như vậy. Để vì sao Chúa lại ví chúng ta giống như chim ưng? Chúa muốn chúng ta bay tới cao độ mà Chúa muốn. Bay tới cao độ mà Chúa muốn. Lời của Chúa nói gì? Đáng lẽ bây giờ anh em phải làm thầy rồi, thế mà anh em vẫn cần người ta dạy cho những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời. Sơ học của lời Đức Chúa Trời là những cái gì? Thì ở mấy câu dưới trong đoạn 6 Hebrew cũng nói rõ luôn. Ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về tin lành của Đức Đấng Christ mà tấn tới trong sự trọn lành, chớ nên lập lại nền nữa, tức là từ bỏ các việc chết, tín Chúa Trời, dạy về phép bắt tên, phép đặt tay, chết sống lại, sự phán xét đời đời. Bây giờ không phải nói chuyện này. Bây giờ không phải lúc dạy về phép bắt tên, dạy về sự sống, sự chết, sự sống đời đời, không. Anh em cần phải học cái khác. Nói như vậy không có nghĩa rằng không cần học căn bản, không. Căn bản là dành cho người mới, giống như chúng ta nuôi những đứa con á. Chúng ta bắt đầu đẻ nó ra, tôi có 2 đứa con trai. Cho tôi nói đây là hoàn toàn kinh nghiệm chứ không phải sách vở. Đẻ nó ra, cho nó uống sữa nằm ngửa, bế ẵm, các cụ gọi là bế ẵm. 3 tháng, 7 tháng, 9 tháng, 1 năm vẫn bế ẵm cho bú sữa, 3 năm vẫn bế ẵm, 10 năm vẫn bế ẵm, 30 năm vẫn bế, vẫn đút sữa. Có vấn đề không ạ? Có vấn đề. Vấn đề xảy ra tại các cụ nói gì? 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, 9 tháng phải biết lò dò, biết đi. Mà cứ nằm im một chỗ thì chúng ta sẽ thấy có một điều bất bình thường đang xảy ra ở đây. Đứa bé này bại não, đứa bé này dị tật bẩm sinh, đứa bé này bị một cái bệnh gì đó không thể phát triển được. Nó không bình thường một tí nào hết. Chúng ta nhìn, tôi có một cái đứa cháu bị như vậy. Nó rất là xinh đẹp nhưng nó bị ngạt khi trong bụng mẹ. Và tôi rất thương cái người anh họ của tôi. Không làm gì được. Hai vợ chồng có một cái đứa con như vậy rất là tội nghiệp. Quý vị thấy những hoàn cảnh như vậy, quý vị có thương cho bố mẹ chúng nó không? Thương lắm chứ. Như vậy quý vị có thương các mục sư trong các hội thánh không? Quý một chúng ta học chủ đề là thành thật với nhau. Tôi cũng thành thật với quý vị. Quý vị thành thật với tôi. Trong hội thánh có những em bé mãi mà không chịu lớn. 30 tuổi râu lún phún rồi mà vẫn muốn nằm uống sữa. Có không ạ? Em bé này bị làm sao? Cái người này bị bất bình thường. Vẫn bú sữa. Có một em trong hội thánh tôi nhắn tin cho tôi. Mục sư ơi, cho phép em thời gian này không đi hội thánh nữa. Tôi hỏi, vì sao vậy? Tôi nhắn tin lại, vì sao vậy? Vì em đến hội thánh không có ai nâng đỡ em cả. Tôi nhắn tin tôi hỏi, em nhóm hội thánh này bao nhiêu lâu rồi? Năm nay cậu ấy ngoài 20. Em nhóm hội thánh này từ nhỏ, đời thứ 3 tin Chúa. Em nhóm hội thánh này từ nhỏ đến giờ 10 mấy 20 năm rồi. Đáng nhẽ em là người phải đi nâng đỡ người khác chứ. Tại sao bây giờ bỏ nhóm vì không ai nâng đỡ tôi? Ở đây lời Chúa nói, anh em phải làm thầy từ lâu rồi. Mà bây giờ anh em lại còn phải để cho người khác nuôi anh em bằng sữa. Anh em bất bình thường. Có phải như vậy không? Chúng ta nhìn hình ảnh một em bé bại não nằm đó một chỗ bao nhiêu năm chúng ta thương cảm. Nhưng biết còn biết bao nhiêu em bé mãi không chịu lớn ở trong hội thánh. Vẫn nằm ở đó. Vẫn đòi hỏi bú mớm mỗi ngày. Trách móc, đòi hỏi. Anh em phải làm thầy rồi. Thưa quý vị, đây là thực tế chúng ta cần phải nhìn nhận đời sống của mình. Chúng ta xem lại đời sống của mình, lượng giá lại đời sống của mình. Tôi của ngày hôm nay với tôi của 5 năm trước có khác gì nhau không? Tôi của ngày hôm nay, tôi của năm nay với tôi của ngày này năm trước có khác gì nhau không? Hãy xem lại, xem mình có đang tăng trưởng lên hay không? Mình có đang đạt đến một cái tầm cao mà Chúa muốn trên đời sống của mình hay không? Chúa Giêsu có bao nhiêu môn đồ? 12 môn đồ. Nhưng bao nhiêu môn đồ được chứng kiến Chúa hóa hình quý vị? 3 môn đồ. Bao nhiêu môn đồ được thấy
Chúa chữa lành cho con gái của Giai-ru, Chúa gọi con gái Giai-ru chết sống lại. Mấy môn đồ? 3 môn đồ. Khi Chúa hóa hình ở trên núi, chỉ có 3 môn đồ, Ngài mang theo 3 môn đồ thôi. 3 môn đồ này có gì đặc biệt mà Chúa lại mang theo? 9 môn đồ kia ở đâu? Kinh Thánh nói 9 môn đồ kia họ ở dưới chân núi, còn chỉ có 3 người này đi lên trên núi với Chúa. Họ lên một cái tầm cao hơn. Vấn đề ở đây không phải họ thuộc gia đình chính sách được ưu tiên, mà đời sống của họ đã đạt đến một cái tầm cao với Chúa, để họ sẽ kinh nghiệm Chúa những điều sâu sắc hơn. Họ sẽ kinh nghiệm Chúa những điều mầu nhiệm hơn. Họ sẽ kinh nghiệm Chúa những điều vĩ đại hơn mà trẻ con chúng ta không thể nào mà chứng kiến được. Đó là cái cao độ mà Chúa muốn trên đời sống của mình. Mối quan hệ của quý vị và tôi với Chúa cá nhân, mỗi ngày chúng ta có gần Chúa hơn hay không? Hay khoảng cách mãi mãi vẫn như vậy? Hay mỗi lần Chúa tiến gần chúng lại ra xa hơn? Chúa vẫn y nguyên quý vị, quý vị Chúa vẫn chờ đợi. Chúa muốn đời sống ta lên chốn cao hơn với Chúa, bay cao hơn với Chúa, đến đúng cái cao độ mà Chúa muốn. 3 tháng là phải biết lẫy rồi, 7 tháng là phải biết bỏ, 9 tháng là phải lò dò biết đi. Đừng có 30 năm, 10 năm, 30 năm mà vẫn nằm đó, râu mọc ra rồi mà vẫn đòi uống sữa. Thực tế đời sống chúng ta như vậy đấy. Hãy đạt đến tầm cao mà Chúa muốn trên đời sống thuộc linh của mình. Đừng ở mãi một chỗ, đừng ở dưới chân núi. Hãy đi lên với Chúa. Mỗi ngày đi lên với Chúa. Càng gần Chúa hơn, chúng ta sẽ càng kinh nghiệm nhiều điều hơn. Ở đây chức giả Hebrew nói gì? Chúng tôi có nhiều điều cần nói về vấn đề này, nhưng rất khó giải thích vì anh em đã trở nên chậm hiểu. Càng ngày anh em càng chậm hiểu. Tại sao vậy? Tức là trước đây họ cũng thông minh chứ phải không? Họ hiểu chứ. Nhưng bây giờ họ lại chậm hiểu, không sẵn sàng cho những điều lớn hơn. Lên chốn cao hơn, bay lên tầm cao, không có nghĩa là năm nay sẽ được vào ban chấp sự là cao hơn năm ngoái. Năm nay làm truyền đạo, sang năm là mục sư nhiệm chức là cao hơn. Từ mục sư nhiệm chức sang năm lên mục sư cao hơn. Từ mục sư rồi vào trong ủy viên cao hơn. Tôi không nghĩ đó là cao hơn, thưa quý vị. Chưa chắc chúng ta có cái vị trí cao hơn ở trong hội thánh mà thực sự chúng ta đạt được cái tầm cao hơn với Chúa đâu. Trong đời sống bước đi với Chúa tôi kinh nghiệm điều này. Và đặc biệt không phải không có cái chuyện mà sống lâu lên lão làng đâu. Tôi tin Chúa bao nhiêu đời đây không quan trọng. Quan trọng mối quan hệ của anh và cái chỗ anh đứng bây giờ là tầm cao ở mức độ nào, có đúng Chúa muốn không. Khi đi lên thiên đàng thì ở trước người ta phải đi lên từng cái bậc thang. Và ở mỗi người đi lên thì ở dưới cái bậc thang bắt đầu lên thì người ta sẽ phát, thiên sứ sẽ phát cho một cục phấn. Và thiên sứ nói với cái anh này rằng là tội nhiều, tội ít gì thì một cục phấn cũng đủ. Đó là cứ anh, bây giờ Chúa sẽ cho anh nhớ lại tất cả những cái tội. Thì anh cứ gạch một tội, bước lên một bậc. Hai tội, bước lên hai bậc. Ba tội, bước lên ba bậc. Mọi người nào ít tội thì càng sớm vào thiên đàng, đúng không? Thì và thiên sứ nhắc đi nhắc lại cái câu là dù tội nhiều, tội ít gì thì cái một cục phấn cũng đủ. Thì anh ta cũng khá nhiều tội, anh ta vẽ mãi, cứ gạch suốt và đi cũng khá lâu rồi, lên khá cao rồi, nhưng còn một số tội nữa thôi. Thì anh ta bỗng nhiên thấy ông mục sư quản nhiệm mình bên trên đầu cầu thang chạy xuống. Trên cầu thang chạy xuống. Anh mừng quá, anh bảo ô, cảm ơn mục sư ngày xưa dưới hội thánh, dưới trần gian mục sư chăm sóc tôi, làm cho tôi bây giờ tôi được lên thiên đàng, mà thấy mục sư được lên thiên đàng ở chỗ này, đi thang lên nhưng phải đi thang xuống, mừng quá. Thế là mục sư cũng chào hỏi anh ấy, gặp tín đồ của mình cũng được đang trên đường đi lên thiên đàng cũng mừng. Thế là anh này hỏi thế, một tên mục sư đi đâu đây? À vâng, mục sư chạy xuống xin thêm cục phấn. Chưa chắc quý vị, chưa chắc chức vụ cao là đời sống cao đâu. Chưa chắc chức vụ cao là đời sống gần Chúa hơn đâu. Không chắc. Và tôi nói điều này với kinh nghiệm đau thương của đời sống của mình. Tôi nói điều này cho quý vị.
Cho nên lên chốn cao hơn với Chúa, bay đến tầm cao Chúa muốn, không phải là chức vụ cao, mà đời sống tâm linh của mình có thật sự đã mặc lấy Chúa để mà bay lên một cái chỗ mà để kinh nghiệm Chúa những điều kỳ vĩ hơn mà Chúa sẽ cho mình thấy hay không? Hay là mình vẫn loanh quanh cái chuyện Đức Chúa Giêsu đến thế gian rồi vẫn học giáo lý năm này sang năm học lại báp têm? Không. Cao hơn với Chúa, kinh nghiệm Chúa nhiều hơn. Nguyện xin lời của Chúa hướng dẫn dạy dỗ một đời sống chúng ta trong năm mới. Năm mới, sức sống mới của Chúa đến trên đời sống chúng ta, để chúng ta bay đúng hướng mà Chúa muốn và bay lên đến tầm cao mà Chúa muốn. Amen.